Em chào tất cả bác nhá. Chào mừng tất cả bác đã quay trở về với Quân Audio và tiếp tục các cái video thì buổi trưa ngày hôm nay. Cửa nhà em sẽ lên video để giới thiệu cho bác ba con vang số nhà em lọc ra. Thì nói thật các bác là như hôm qua em làm cái video mic thì cũng đã thông qua các bác rồi, thì cũng nói qua với các bác trong cái tình trạng hàng hóa hiện tại thì biên thì vẫn đang cấm mà hàng hóa thì cũng không về được nhiều. Thì nhà em thì cũng có con nào thì lọc ra sau khi vệ sinh cũng như là sau khi test ngon lành thì bắt đầu mới lại lên video để giới thiệu các bác. Thì buổi trưa ngày hôm nay em có 3 chiếc vang số, một chiếc Patty House mã là A6 và một chiếc Hugo V6. Đấy. Và một chiếc vang ở đây nó chính là cái dòng vang của LPPS. Đây là dòng vang nó giống như kiểu cái dòng vang Apollo Pure Sound P9000. Đấy thì nó cũng như nhau các bác nhé. Thì nó cũng là cùng là một thôi. Đấy, và em sẽ giới thiệu từng chiếc một và em sẽ báo giá từng chiếc một để cho các bác cùng tham khảo. Đầu tiên nó chính là một cái chiếc con vang Patty House mã là A6. Đấy. Con này thì chỉnh tay full chức năng và con này thì phần mềm của nó thì em cũng chả có tìm bởi vì nó lẻ ra một chiếc thôi. Thì em cũng không có tìm phần mềm các bác nhá. Được chưa? Và cái con này thì cũng có cổng quang luôn, em giới thiệu luôn lần trước. Đây. Effect mic music, đây cái phím chỉnh của nó, chỉnh mod. Được chưa? Đằng sau con vang này thì có 4 out, 2 đường LVL tức là out tổng, đường center, đường sub, có cổng quang luôn các bác nhá. Tín hiệu đồ vào bằng hoa sen đây. Đây đường ra bằng hoa sen, giờ ra ca lông. Đấy, Patty House hàng chính hãng các bác nhá. Đấy. Con này sử dụng vỉ là vỉ nguồn xung. Linh kiện thì của cái dòng Patty House, cái dòng A6 này thì cũng khá là đơn giản thôi. Vỉ mạch thì xử lý toàn tụ nhôm 100% của Patty House, xịn chính hãng luôn. Hàng còn quá đẹp luôn, như mới luôn. Đấy, thiếu mỗi hộp xốp thôi. Và con này thì em sẽ lắp vào thử test chất lượng âm thanh, tiếng mic cho các bác, tiếng echo, tiếng vang để cho các bác có thể tham khảo và xem được. Và sau đây em sẽ báo giá luôn nhé, sau khi các bác có thể nghe được cái tiếng vang của nó và em sẽ báo giá luôn. Đấy. Nó giống như kiểu cái video mic ngày hôm qua thì em sẽ làm video cho nó cụ thể, cho nó chi tiết thì các bác sẽ cảm nhận được rằng là hiện tại em đang cắm bộ mic con vang này. Đấy, để test cho các bác cái con vang này. Ok, lên điện rồi các bác nhé. Đây thì em sẽ alo tiếng mic luôn để cho các bác xem. Dòng này thì cái tiếng nhạc của nó có cái chế độ lưng tiếng nhạc, cho nên là tiếng nhạc rất hay các bác nhé. Tiếng nhạc rất hay luôn. Đây, sẽ lên effect để alo cho tiếng cho bác. Lên tiếng rất hay, sạch các bác nhá. Đây effect này giảm nhỏ lên là thì tiếng mic mộc này. 1 2 6 7 lên. Đây, lên effect. Echo reverb hát rất nhẹ luôn. Lên 1 2 6 7 lên 1 2 6 7 lên. Em sẽ bán nhanh cho tất cả các bác con vang số Patty House A6 này với cái giá là 2.300.000 bao ship bác nhá. 2.300.000 bao ship. Đấy. Và các bác nhắn tin cho em chốt vang A6 cho em số điện thoại 0982838665. Đấy, 2.300.000 bao ship cho bác và sẽ tặng kèm dây giác phụ kiện đầy đủ cho bác luôn. Đấy, em bán nhanh cho bác với cái giá thành rất hợp lý cho mọi người chơi con vang A6 này. Rồi tiếp theo đó chính là một chiếc Hugo V6 và chiếc này thì sau khi thử test cắm xong thì em sẽ bỏ ra cắm xuống chiếc Hugo V6 cho các bác để các bác có thể tham khảo được luôn. Video làm liền cho các bác để cho các bác có thể tham khảo một cách gọi là chân thực nhất, chi tiết nhất các bác nhá. Đây, chiếc tiếp theo đó chính là chiếc Hugo V6. Hugo V6 thì nó rất là nổi tiếng rồi, chắc là em cũng không phải giới thiệu nó quá nhiều nữa. Con này thì mặt phay màu cà phê này, rất đẹp này. Được chưa? Mặt phay màu cà phê rất đẹp. Cái nút này chắc là vận chuyển nó xước xước tí không ảnh hưởng. Được chưa? Đây, vỉ mạch thì còn khá là đẹp luôn, hàng tất cả zin đẹp các bác nhá. Đời này là đời có cổng quang luôn các bác nhá. Hugo V6 đời này có cổng quang luôn. Có cổng quang luôn. Phần mềm đầy đủ. Đấy, con này chạy chung phần mềm với cả vang X5. Rất dễ sử dụng, chip analog 21375, chip to giống kiểu X5 các bác nhá. Giống X5 X6 này, chip analog 21375. Đấy. Và bây giờ em sẽ cắm vào test chất lượng âm thanh cho các bác. Như cái dòng này thì nó là sử dụng chung phần mềm với dòng vang số X5 cho nên là nó rất là hay. Và chip xử lý tín hiệu khá là mượt mà do cái tiếng echo rất là hay. Đấy. Ok. Đã cắm vào. Nói chung là cái dòng này, những cái dòng vang này thì em sẽ test con nào đến con nào thì em sẽ thử cắm vào trong alo tiếng mic để cho mọi người có thể tham khảo một cách chân thực nhất, để các bác có thể dễ hình dung nhất. Rồi tiếp theo đây, bây giờ em sẽ thử test cho các bác chất lượng con vang này. Đây, sẽ lên này. Bật mic để lên cho các bác, để cho các bác tham khảo cái con Hugo V6 này. Lên 1 2 6. Đây. Effect cho giảm nhỏ tiếng mic mộc này. Được chưa? 1 2 6 7 lên 1 2. Effect lên này. Echo reverb rất ngọt. Lên
1 1 1 1. Đấy, các bác thích nhiều echo hay nhiều reverb các bác có thể là tùy chỉnh được theo sở thích của riêng mình các bác nhé. Và cái con vang Hugo V6 này thì cửa hàng nhà em cũng cung cấp cho các bác. Em sẽ bán cùng giá với con Pastel kia. Đó chính là giá là 2.300.000 bao ship tặng dây giáp phụ kiện cho bác luôn. Chốt vang Hugo V6 nhắn tin cho em nhé. Chốt vang Hugo V6. Số điện thoại cũng đây cũng là số tài khoản cửa hàng nhà em luôn. 0982838695. Đấy, rất là mong được sự ủng hộ của tất cả các bác nhé. Và tiếp theo thì em sẽ có một con vang phải nói là rất là hay trong cái phân khúc và trong cái tầm tiền mà hôm nay em lên cho tất cả mọi người. Đó chính là một chiếc vang với dòng vang nó được sản xuất vì mạch cũng như là chức năng và phần mềm nó sử dụng chung với cái con vang số mà Apollo P9000 hay là Puresao D900 Acoustic ấy, thì nó cũng như nhau bác nhá. Đấy, con này cũng sử dụng nguồn xuyến này. Đấy, và đặc biệt hơn thì con này sẽ sử dụng một cái chip analog device 2. Con này là 21478 các bác nhá. Nó cả chip nó cao cấp hơn con vang VX5X6, chip nó cao cấp hơn. Sử dụng đằng sau là cũng có cổng quang luôn các bác nhá. Có cổng quang đầy đủ hết cho các bác luôn. Được chưa? Đấy, hàng rất xịn luôn. Đấy. Rồi em sẽ cắm vào phần mềm đầy đủ các bác nhá. Có phần mềm đầy đủ luôn. Đây, sẽ cắm trực tiếp vào và sẽ lên video alo thử tiếng mic cho bác xem. Dòng này thì nó là super reverb rồi cho nên tiếng vật của nó rất là hay. Em cảm nhận tiếng reverb con này rất hay các bác nhá. Đây, sẽ cắm mic vào đây. Được chưa? Đấy, khởi động lên. Khởi động lên và sau cái đấy em sẽ thử test cho các bác xem luôn này. Đây. Như cái con vang này thì các bác phải nhìn thấy đây. Super reverb, feedback chống hú tự động này. Auto equal tức là nó sẽ tự gom cho bác những cái giải equal thừa, dư thừa xong quá trình sử dụng bác nhá. Rất hay luôn. Con này rất hay. Đấy. Và em chỉ có một chiếc duy nhất thôi, cho nên là chiếc này thì bác nào nhanh tay các bác nhá. Em sẽ lại tiếp tục bật mic lên thử test cho bác có thể nghe được cái chất lượng âm thanh của con vang này. Và trước hết thì em sẽ bật thử tiếng mic mộc đã. Đây là những cái thông số mà em đã cài đặt chỉnh qua rồi. Thế còn ngoài ra các bác có thể là tự tùy chỉnh theo cái sở thích của riêng mình các bác nhá. Đây. Sẽ lên này. Bật mic lên nữa này. Lên lên 1 2 6 7 lên 1 2. Đấy, tiếng rất sạch luôn. Rất sạch và rất là dày. Lên 1 2. Đây effect lên. Con này tiếng vượt nó rất là hay các nhá. Tiếng reverb rất hay. Này, echo reverb kết hợp nhau rất hay luôn. Lên 1 1 1 1 6 7. Đêm bao la vàng đốt thư tình cũ. 1 2. Tiếng vượt rất hay luôn. Con này thì em cũng bán đồng giá cho các bác là 2.300.000. Đấy, 3 chiếc với 3 cái sản phẩm khác nhau mà lên cho tất cả mọi người. 3 cái sản phẩm khác nhau, mỗi con nó có một cái hay riêng. Bác nào thích hát tiếng echo thì em khuyên cho các bác là các bác lên lấy con Hugo V6. Tiếng echo rất là ngọt, nó ngọt. Còn nếu bác nào thích cái tiếng reverb nó sang trọng và nó chuyên nghiệp thì các bác chơi con này cho em. Được chưa? Còn nếu như bác nào mà nghe nhạc nhiều thì các bác chơi cái con vang Pastel thì cái tiếng nhạc nó sẽ rất là hay. Tiếng nhạc của Pastel rất là hay. Đấy. Được chưa? Nói chung là ba con này thì phân khúc nó gọi là phân khúc em lên cho các bác, em lựa cho các bác phân khúc gọi là ngang nhau. Đấy, tùy các bác lựa chọn nhá. Đấy. Dòng Pastel thì nghe nhạc rất hay rồi. Đấy, tiếng vợt cũng rất là hay. Và nói chung là ba con này thì theo em cảm nhận thì đấy là cái đánh giá cá nhân thôi. Đấy là đánh giá cá nhân của cả cửa hàng em. Còn cái này thì tùy cảm nhận và tùy sở thích của mỗi bác khác nhau các bác nhá. Em bán đồng giá 2.300.000. Đấy, bác nào thích chơi con nào nhắn tin cho em, chốt sản phẩm nào nhắn tin cho em luôn. 0982838695 các bác nhá. Nhanh tay giúp em bởi vì số lượng em không có nhiều đâu. Mỗi loại em chỉ có một chiếc thôi. Bởi vì số lượng như này nếu như bác nào thực sự có nhu cầu thì vui lòng đặt cọc giúp em nhá. Thì em mới chuyển hàng. Được chưa? Đó có lẽ xin chào lại các bác trong những video và sản phẩm tiếp theo nhá. Mọi người nhớ ủng hộ cho nhà em một nút like và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em để cùng đón nhận sản phẩm và những video tiếp theo. Xin chào hẹn các bác nhá.